Thôi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay cũng tiếp tục xem cả nhà. Thì tới đây mình hỏi chủ nhà xong rồi mình bắt cái còng khổng lồ cả nhà. Còng cả nhà nhìn nè. Trời ơi cái góc này ông nội ơi. Góc chà bá luôn cả nhà. Hàng giả nữa cả nhà. Nè, mình đâu mình quăng dây luộc lên mình kéo em lên nha cả nhà. Trước giặt luôn á. Mày trời vậy? Làm giật mình mày. Này cả nhà, đây mình quay cái quần cho nhà xem nha. Đó, lúc cho nó nghe nha, bò ra luôn nha. Cái này mình sẽ buộc nghe mình kéo nghe mình lên, xong nghe mình sẽ lên cho nó xử lý từ từ nha cả nhà. Quần thấy đầu mặt cũng phì phì kìa, mà không biết mùa này nói chung không nói trước được nha cả nhà. Hên xui. Rồi cả nhà đồng hành với nghe mình nha. Lên bắt cái quần này. Con cũng nói cái còng này nếu cô bác nào thích bán luôn. Chủ nhà bán. Bán luôn hả? Ờ cái còng này bán luôn, nếu chú ai thích thì chủ nhà vô coi phải bán luôn đó. Cái còng khổng lồ nha cả nhà. Còng mình đóng lâu cái còng này nó lâu lắm rồi. Sẵn sàng thì bán luôn. Ồ cái còng nó bự. Ừ, con có để lên luôn con bay lên. Để chứ, đụng tao nó bậy, còng của ổng mà tao ẩu mà. Ổng bán rồi tao bán, ổng chặt đầu tao à. Dạ. Rồi, cả nhà đồng hành với anh em mình nha. Chào cả nhà nha. Ông có ra bay lên à. Quay gì vậy? Con lấy cái mặt bằng cách nào lấy được? Mặt bằng cách bỏ vô bọc hả? Để bỏ bọc, có đem bọc chưa được. Rồi. Tao mày không quẩy vỏ tao rồi quẩy tao luôn. Mày ơi, mặt gì? Vỏ ai khó? Thiệt. Leo 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 cho đi. Chừng 8 cái bọc cho mày. Leo leo lên đó đi, buộc dây cái bao hết rồi buộc buộc cho cứng nha. Ở đây tao kéo mày lên. Rồi nghe. Ở đây cục dây đây, con đứng dưới cục dây đây. Dây cái chỗ dép đó nè. Đâu hết á. Ăn cái gì con? Ở đây là hai ba người nó kéo lên cái bọc à. Đây nè, phân đi tao cái kéo cái bọc à. Không cho mình mày đi. Kéo lên cái đó mày nương lại. Cục cứng nha, phân đi tao từ từ dưới đấy đừng có nói quá. Bằng tuổi em rồi. Rồi lên cái. Nghĩ lên nha. Nghĩ lên nha. Rồi nghe. Rồi lên. Phan đốt gọi cái. Thả dây ra đi. Đi mạnh đại đi đâu có gì đâu. Mạnh mạnh đại đi. Mạnh lên. Rồi lên, nghỉ lên. Nữa. Vậy cái thôi. Cái nữa. Rồi thôi. Buông nhả nhả ra. Nhả nhả từ từ ra. Nhả nhẹ đó thôi. Rồi buông. Rồi. Chào cả nhà nha cả nhà ơi. Nè, quá trời tao ông cái cổng bự nè. Dữ lắm tao ông nha. Tao ông mới đóng lâu dữ lắm lâu rồi. Còn, rồi. Anh Cường ơi, em tính em đợi anh qua mà bữa nay em lụm luôn anh Cường ơi. Cái tổ hồng quá trời cả nhà ơi, hình dung không được rồi. Rồi.
đó con bắt ông là 7 tuổi mà gia đình cho con học đại học mà con không học, bây giờ con việc ông chơi nữa. Mới có 16 tuổi không biết đại học. Nói vậy đó, cha kia học đại học với thằng quay như sư các bạn xem cái độ khó đó là học đại học. Nè cái này tổ ong dữ lắm, cái tổ ong nha, quá trời luôn. Ủa cái đó là sao, cái đó là con đồ con đốt cho nó bay hết mình mới cắt bỏ hả? Trời ơi nó bằng cái bàn tròn vậy đó. Con lên con gặp bố ông mà con muốn sợ ma vậy á. Quánh rồi cả nhà. Một dấu. Trơn dữ lắm cả nhà. Khó bắt một chút cả nhà. Sao rồi, sao rồi? Dữ lắm tổ ong cả nhà. Tổ ong mình không biết đường diễn tả luôn á. Trời ơi. Ây da. Quá im. Quá im. Cỡ gửi à. Gửi. Không có được số 2 rồi. Hả? Nè cả nhà ơi, quạt chấm vôi luôn nè, quá trời con mặt cái dài nè, hơi khô nghe cả nhà. Mình bắt cả nhà ơi, cây này hơi nguy hiểm, ở lâu cũng được nha. Thấy gì chưa, dữ lắm con mặt rồi. Từ hôm gà mới kiếm được con mặt khủng nha cả nhà. Hôm gà bắt mặt nửa lít xị không mà chán gần chết. Dạ.
Rồi. Nằm luôn cả nhà ơi. Nè cả nhà ơi, dữ lắm cái cục mặt này coi. Quá trời đẹp. Mình cắt cả nhà ơi, xuống màu mau quá. Cắt luôn nha. Cắt luôn cái gì? Mặt tán cư vậy cả nhà ơi. Cục mặt này bỡ quàng tay cả nhà ơi. Trời ơi, khô hơn nữa rồi cả nhà ơi. Cái cục mặt này mà nó không khô cái cỡ nào cả nhà. Nè. Cũng bộn chứ phụ ơi. Đây chủ nhà vui lắm nghe cả nhà. Chủ nhà vui tính. Bỏ một tay cả nhà. Đây này nguy hiểm quá. Gặp hoài sư phụ ơi. Quá trời nhà khán giả luôn kìa. Ông chú này cũng vui tính quá cả nhà ơi. Từ từ cái nhà anh quá trời cây trơn mới mua. Xuống đi ta kéo hả? Đinh cái ngại. Có đinh đó. Mà buộc nãy tôi đi đó. Kéo quá đó, cái vỏ đó. Nên là đã chú ba dằn lớn hay gì đó. Rồi. Rồi bỏ ba lô nữa hả? Rồi 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 vô đi. Bỏ em vào ba lô. Ta kéo về xuống trời. Đinh cũng ghê tôi. Không có nhiều ha. Nó khô mà nó mùa nào nó vậy đó. Trời còn buông cái nhánh này. Nó còn buông cái lá. Buông cái lá. Đâu bỏ đâu trời. Chú ăn không? Ăn gì có ai câu không? Câu dục à. Cho cá ăn. Nó buông đi hoài. Thôi để đi. Chú buông cho cá ăn đi. Để câu để. Để nó buông. Để ra lấy miếng này thôi chứ lấy gì nhiều hay ăn.
Rồi dẫn Phương đi. Mày có ai nấu cháo không cho anh ta? Thôi, mày khác nhau. Đó. Nè anh Tướng ơi. Đâu là lấy quay cho cả nhà xem. Dạ, dụng lấy cầm dục dạ, 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 bên trong quay con mặt cái này. Con mặt được lít không? Khỏe gu à. Gu à, khỏe gu à. Con mặt dữ lắm, bự nghe cả nhà, mà nó hơi khô. Đúng rồi, mùa này phải chịu thôi. Dữ lắm, con mặt nó bự. Nè cả nhà. Ôi trời, khô trời. Không khô một cái, 20 lít mặt. Không khô 20 lít xiền, hơi khô rồi. Quá trời tức rồi, uổng hết sức cả nhà ơi. Cái này mùa mưa cái nhà không cảm còn mình cầm thứ này. Ô cái này chắc còn có lít à, còn có lít à, nếu mà không khô cái này cục này có 2-3 lít chuyện 2-3 lít xuyên rồi. Mình cũng xin kết thúc rồi, xin chào hẹn lại cả nhà lúc sau nha, bye bye cả nhà.